Meteo trở lại rồi hả? Ta đã tiến hóa rồi. Sao băng bão táp. Sao băng sẵn sàng khởi động. Meteo cũng có thể đổi trạng thái sao? Hiệp sĩ mặt nạ Meteo bão táp. Số phận của ta sẽ gọi đến một trận cuồng phong. Ta sẽ hạ ngươi dễ dàng như lần trước thôi. Màn mở đầu của ngươi không ăn thua đâu. Siêu tân tinh. Không kẻ nào có thể phá vỡ lớp vỏ của cự giải vĩ đại này. Gây chắc chứ. Ta sẽ đập nát lớp vỏ của ngươi cùng với cái tính khí kiêu căng đó. Phá vỡ giới hạn. Khoan đã. Hiện giờ cự giải đang chứa một nguồn năng lượng khổng lồ trong người. Nếu cậu đánh bại hắn, nó có thể quét sạch cả thành phố này. Đừng lo. Ăn đi. Xác nhận. Sao băng bão táp trừng phạt. Người nghĩ thứ đó có thể phá vỡ được cự giải tân tinh vô địch ư? Ta giống với bao cát cũ ở điểm nào? Câu trả lời là bọn ta đều bị đánh bại.